Rồi chào anh em nha, mới đổ cái dữ liệu bên IT bên sàn mà cho dữ liệu ngồi mình chắc cũng điên não luôn. Để review lại cái câu chuyện cái giải về tháng 12 cho anh em ha. Vừa rồi tháng 12 chúng ta có tổng giải thưởng là 7.000. Tổng giải thưởng chúng ta là 7.450 đô, 7.000 tổng tổng giải thưởng từ ngày 5 tháng 12 cho đến 7 tháng 2. Sau 4 ngày là 7.450 đô. Nhưng mà các bạn biết cái tháng 2 này thôi chỉ có 29 ngày, tháng 2 29 ngày thôi mà tổng giải thưởng chúng ta lên tới 15.000 đô. Cho nên cái tháng 2 này các bạn không đăng ký là một cái rất là dở. Và cái thứ nhất, cái thứ hai, tháng 2 này không có bị ràng về cái câu chuyện là top là volume phải đạt bao nhiêu. Tháng 12 vừa rồi chúng ta cũng có nhắc cái tháng 12 vừa rồi là ràng volume là phải có hiểu 64 ngày là phải có 2 triệu volume. Nhưng tháng 2 chỉ có 29 ngày mà không có ràng volume nữa, cho nên tháng 2 lấy cái phần thưởng nhiều hơn và dễ hơn. Ok chưa? Hay, bây giờ review lại cho các anh em về cái data của kết quả của tháng 12 vừa rồi. Thì các bạn xem lại và các bạn phản hồi lại nếu mà có sai sót tôi bổ sung, tôi tranh thủ bổ sung. Tại vì bữa nay 29 rồi, ngày mai sáng tôi muốn chuyển, 9 giờ ngày mai sáng tôi muốn chuyển những cái phần thưởng này cho các anh em mình để các anh em mình ăn Tết vui vẻ. Những cái người xứng đáng nhận họ sẽ nhận. Những cái người chưa được xứng đáng, chưa 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 được nhận thì cũng đừng có buồn ha. Thì tháng sau hoặc là đợt sau, bởi vì từ tháng 2 cho đi những cái giải thưởng nó đều đứt bộ lên rất là lớn. Ví dụ như các bạn thấy 64 ngày mà 7.400, mà trong khi 29 ngày đã là 15.000 đô rồi, cho nên và không có bị, không có ràng nhiều nữa, không có ràng nhiều để các bạn dễ nhận hơn ha. Rồi tháng 12 vừa rồi á, tháng 12 vừa rồi hàng loạt cái sự kiện bên 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 sàn bên hit nữa, cho nên tôi không có thời gian để trade cái phần quỹ này cho các bạn, cho nên cái phần này tôi vẫn để đó. Và hiện tại check cái volume thì top 1 đang là 27 triệu, top 2 là 14 triệu, top 3 là 12 triệu volume ha. Thì những bạn top này thì chương trình tháng 12 chúng ta là những bạn nó nhận 10%, 5% và 3% tương đương số tiền này. Ok chưa? Tiếp theo tôi lọc là trên 2 triệu volume thì tôi giữ lại, còn dưới thì tôi sẽ loại ra. Vậy thì trên 2 triệu volume là có 34 bạn. Có 34 bạn mà vừa rồi một số bạn đăng ký một có những bạn đăng ký một suất, có những bạn đăng ký 2 suất, có những bạn đăng ký 3 suất, có những bạn đặc biệt hơn 12,5 suất luôn, thì cô đều note lại trên đây. Thì những bạn đăng ký suất nhiều hơn thì các bạn nó sẽ tương đương với cái con số này này. Khi mà lấy 7.450 mà trừ cho top 3 thì chúng ta còn lại là 6108. 6108 mà chia cho 58,5 suất á, tổng cộng những cái này á là mỗi suất sẽ là 105, tức là phí của các bạn chỉ có 10 đô nhưng mà các bạn nhận về lên đến 105, là hơn ít 10, hơn ít 10. Ok chưa? Riêng những bạn mà vừa rồi đăng ký đến mười mấy suất á, 10 12,5 như bạn này, là bạn này là những còn là con ứng với những cái phần đó thôi ha, thì những đến 1.312 đô lận, 1.312,5 đô lận đó. Thì cô nói lại cái này để các bạn rà lại, anh chị em mình rà lại mỗi suất đang là 105, thì các bạn 3 suất là 300 315, thì các bạn rà lại này cho tôi, cố gắng hôm nay theo dõi phản hồi trước 9 giờ sáng mai để cô chỉnh sửa. Và tôi mong muốn là ngày 30 Tết này cô gửi những cái cô phát những cái phần này về cho các bạn để anh em mình ăn Tết vui vẻ. Tết này chúng ta có một cái gì đó. Ok chưa? Rồi sang đầu năm tháng 2 chúng ta có một cái tổng giải thưởng 15.000 đô nó còn ngon nữa. Và không có ràng volume. 15.000 đô không ràng volume, không ràng top volume, nó rất là dễ lấy luôn. Mục tiêu của tôi muốn là cuối năm anh em nhận được một cái tiền gì đó và đầu năm cũng nhận được một khoản gì đó để chúng ta vui vẻ. Ok ha. Cho nên làm ơn là Phước check lại cái data này. Các bạn check cái data này, các bạn phản hồi sớm với tôi. Hiện tại các bạn chỉ cần gửi UID, tôi sẽ chụp nguyên cái màn hình cho các bạn xem luôn là dữ liệu hệ thống nó bao nhiêu, là tôi để bấy nhiêu, là tôi cho các bạn xem luôn minh bạch ha. À, một số bạn ý lại, một số bạn ví dụ có những bạn đạt những cái volume này cứ nghĩ là 2 triệu volume nhưng mà thực tế đổ lúc mà đổ ra là không đủ. Cho nên bài học là nên trừ hao ra, đừng có để sát quá. Những bạn này tôi không hiểu luôn, 1993, 1993, 1910, trời ơi không hiểu cái gì mà phút 90 bỏ không đạt 2 triệu volume. Bạn là canh canh vừa đủ không à ha, thì rút kinh nghiệm ha. Từ từ ít 10 mất mẹ, ít 10 luôn ha, 10 đô lên trăm lẻ mấy đô mất mẹ luôn ha, rất là tiếc cả đóng ông luôn. Ok ha, rồi làm clip ngắn ngắn như vậy. Con Linh thì TV của nó có thể lên đến 22,4, anh em chú ý ha, có thể lên đến 22,4 đó. Đó là TB của trên D1, có nghĩa là khoảng khoảng vài ngày nữa có thể lên 22,4 đấy. À, anh em để ý rồi, bây giờ
kiểm tra lại phản hồi sớm cho tôi trong ngày hôm nay 9 giờ sáng mai, tôi xem tôi chốt, tôi gửi, tôi chuyển cái phần thưởng đó cho mọi người ha. Và chúng ta đặt mục tiêu để lượm cái phần thưởng 15.000 đô của tháng 2 nó ngon hơn. Ok nha, ba anh em nha.